Xin chào mọi người, em là Phương Linh, lớp Trọng Hà IK42. Hôm nay em làm bếp để giải thích một vấn đề mà thầy đã đặt ra cho chúng ta. Đó là tại sao hội chứng rậm lông hirsutis có ở nữ mà không có ở nam. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu hội chứng rậm lông là gì. Hội chứng rậm lông là sự phát triển lông rậm bất thường phân bố tại những vị trí bất thường ở phụ nữ như mặt, ngực, lưng. Vùng lông rậm này thường cứng chắc và đậm màu như ở đàn ông. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của người phụ nữ mắc hội chứng rậm lông. Vùng lông rậm bất thường xuất hiện ở cằm và hai bên mặt của quai. Đây là hình ảnh tương phản giữa lưng một người phụ nữ bị hội chứng rậm lông và một người phụ nữ bình thường. Tiếp theo, ta sẽ nói một chút về sự mọc lông của cơ thể. Sự mọc lông ở hai giới phụ thuộc vào hormone androgen, cụ thể là dihydrotestosterone là dạng hoạt động nhất của testosterone. Đến tuổi dậy thì, androgen làm phát triển kích thước của các nang lông vùng có râu, ngực, cẳng chân và làm giảm kích thước của các nang lông các vùng khác để định hình lại các vùng có lông ở nam cũng như nữ. Hình ảnh sau đây cho ta thấy sự phát triển lông rậm ở bình thường ở giới nam và giới nữ. Ở nữ, lông rậm thường xuất hiện chỉ ở bộ phận sinh dục, còn ở nam, lông rậm có thể xuất hiện ở mặt, ngực, quanh rốn, vùng bụng dưới và vùng trong đùi. Nguyên nhân dẫn đến hội chứng rậm lông là do sự mất cân bằng hormone nam nữ trong cơ thể với sự tăng lên quá mức hormone sinh dục nam androgen. Khi cơ thể người phụ nữ có lượng androgen quá cao, androgen sẽ kích thích các nang lông ở những vùng rậm lông của nam giới phát triển kích thước, từ đó cơ thể người phụ nữ sẽ xuất hiện những vùng rậm lông vị trí hệt như ở nam giới. Đó là lý do tại sao hội chứng rậm lông có ở nữ mà không có ở nam. Hình này có thể cho chúng ta thấy bình thường nọc hàm lượng testosterone trong cơ thể nam giới từ 200 đến 800 nanogram trên decilit. Ở người phụ nữ bình thường, hàm lượng testosterone không đáng kể, nhưng ở một người phụ nữ mắc hội chứng rậm lông thì hàm lượng testosterone có thể từ 20 đến 80 nanogram trên decilit. Hội chứng rậm lông gây ra bởi hội chứng buồng trứng đa nang là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hội chứng rậm lông. Nguyên nhân là do mất cân bằng hormone giới tính trong cơ thể, dẫn đến vô kinh, thiểu kinh, béo phì. Hội chứng kết sinh mắc phải khi cơ thể tiếp xúc với hormone cortisol nồng độ cao thời gian dài, có thể do tuyến thượng thận tiết quá mức cortisol hoặc do dùng thuốc một thời gian dài. Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, khiếm khuyết này thể hiện bằng việc sản xuất bất thường các hormone steroid bao gồm cortisol và androgen do tuyến thượng thận tiết ra. U trường hợp này hiếm gặp hoặc do dùng thuốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi phần trình bày của em.